Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cái hệ phương trình tiếp theo. Một cái loại hệ phương trình mà nó rất đặc biệt chúng ta đã bắt gặp ở trong cái phần lý thuyết tổng quát. Đó là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Và trong hai cái bài học trước, chúng ta đã biết cái phương pháp để giải một cái hệ phương trình tổng quát bằng phương pháp Gauss hoặc là giải một cái hệ phương trình Riemann bằng phương pháp Riemann. Thì đối với hệ phương trình tuyến tính thuần nhất, chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp Gauss vào để giải. Tuy nhiên, đối với hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì nó có thêm một số các cái phần lý thuyết mới để chúng ta sẽ làm quen. Thế nội dung của bài học hôm nay đó là bàn về hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Như chúng ta biết, một cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là một cái hệ phương trình nó có dạng như thế này. Đây là một cái hệ phương trình ba la mã. Cái cột hệ số tự do nó đều bằng không hết thì người ta gọi là hệ thuần nhất. Thế hệ phương trình tuyến tính thuần nhất là cái hệ phương trình mà lúc nào nó cũng có nghiệm các em. Vì sao? Vì ta nhìn vào đây ta thấy là nếu ta cho tất cả các cái giá trị x1, x2, vân vân, xn này bằng 0 á thì đều là trở thành một nghiệm của hệ phương trình. Như vậy hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì nó không bao giờ rơi vào tình huống vô nghiệm. Như vậy chắc chắn nó chỉ có hai tình huống thôi, đó là gì? Hoặc là nó sẽ có một nghiệm duy nhất là 0,0,0 này, hoặc là nó sẽ có vô số nghiệm. Đơn giản thế thôi, chứ không có trường hợp vô nghiệm. Được chưa nào? Đây, cái hiện trình này nó khá là đặc biệt. Như vậy khi ta áp dụng cái phương pháp Gauss vào trong cái giải hiện trình tuyến thuần nhất á, thì ta không cần phải đưa cái ma trận mở rộng vào đây nữa. Vì cái ma trận mở rộng thì nó có cái cột này bằng không rồi, mà cột bằng không này đối với phương pháp biến đổi sơ cấp á, dòng á, thì nó không có ảnh hưởng gì tới cái cột cuối này cả. Cho nên ở đây chúng ta chỉ tập trung vào cái ma trận hệ số thôi. Đúng này. Ở đây ta có một cái quả đó là hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có n ẩn số, nó sẽ có nghiệm không tầm thường. Nghiệm không tầm thường là cái nghiệm khác không này. À, còn cái nghiệm không không này người ta gọi là nghiệm tầm thường. Nó sẽ có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi hạn của ma trận hệ số nhỏ hơn số ẩn. Vì lúc này RA và RA ngang lúc nào nó cũng bằng nhau rồi. Các em lưu ý là do cái cột hệ số tự do nó bằng không. Cho nên lúc nào chúng ta cũng có tính chất này. Đấy, lúc nào cũng có tính chất. Và nếu nó thêm cái trường hợp là nhỏ hơn n nữa, là nhỏ hơn số ẩn nữa thì hệ sẽ có vô số nghiệm ngay. Đúng chưa nào? Đấy, ta để ý cái định lý này để ta áp dụng. Như vậy cái định lý Kronecker-Kabali á, nó sẽ được phát biểu lại dưới dạng thu gọn như thế này. Cái hệ quả, nếu như cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất 3 này này nó có số phương trình bằng số ẩn, số phương trình bằng số ẩn, thì hệ có nghiệm không tầm thường khi và chỉ khi ma trận hệ số là suy biến. Vì sao? Vì nếu như ma trận này mà không suy biến thì lúc này cái ma trận A này nè nó là một cái ma trận vuông khác không, và cái hệ 3 này sẽ biến thành hệ Riemann ngay. Mà một khi nó đã có hệ Riemann thì nó sẽ có nghiệm duy nhất, mà nghiệm duy nhất của nó chính là cái nghiệm tầm thường này. Đấy. Cho nên là muốn cho nó có nghiệm không tầm thường thì buộc cái định thức của cái ma trận A này nó phải bằng không. Nói cách khác là ma trận này là ma trận suy biến. Bây giờ thầy sẽ không vòng vo nữa và chúng ta sẽ đi vào ngay một cái ví dụ cụ thể để ta làm quen với cái kỹ thuật giải hệ phương trình thuần nhất. Đây, xét cái hệ phương trình thuần nhất như thế này. Đây là một hệ gồm có 3 phương trình và 4 ẩn số. Thế thì ta giải như thế nào? Đầu tiên ta lập cái ma trận hệ số không thôi. Đây, ma trận hệ số chúng ta là 1 1 2 này, 2 3 5 này, 4 trừ 1 3 và trừ 3 1 trừ 2. Và ta không cần phải viết thêm cái cột 0,0,0 này. Theo cái phương pháp Gauss thì ta phải viết thêm cột 0,0,0 như thì nó không cần thiết. Thực ra viết vào thì cũng được. Và bằng cái phương pháp biến đổi sơ cấp dòng thì các em sẽ đưa cái ma trận này về ma trận bậc thang. Đấy, thì cái này là trong cái phần phương pháp Gauss thầy đã hướng dẫn rồi. Nên cái này các em tự làm. Thế cái tới đây thì ta phát hiện ra thấy cái ma trận này đó là ma trận bậc thang và hạng của A trong tình huống này, ma trận hệ số trong tình huống này là nó bằng 2. Và nó ít hơn cái số ẩn ở đây chính là gì? Ít hơn số ẩn ở đây là 4. À, như vậy hệ sẽ có vô số nghiệm. Đấy, tóm lại hệ có vô số nghiệm. Đúng chưa nào? Rồi. Và cái luận hệ có vô số nghiệm và hệ phương trình này sẽ được viết lại dưới dạng một hệ phương trình mới có cái ma trận hệ số như thế này. Như vậy nó còn hai phương trình thôi. Thế thì theo cái phương pháp Gauss đó thì chúng ta sẽ rút ra bao nhiêu ẩn nè. Chúng ta sẽ chọn hai cái ẩn chính. Đúng không? Vì hạng của nó bằng 2 này, chọn hai ẩn chính. Ta rút ra theo hai ẩn còn lại.
Đối với hệ này, ta có thể rút ngay x1 và x2 ra thành x3, x4 như sau. x1 sẽ bằng trừ 14 nhân x3 cộng 11 nhân x4. Và x2 bằng 5 x3 trừ 4 x4. Sau đó, các em cho x3 bằng u và x4 bằng v thì ta được công thức nghiệm tổng quát của hệ phương trình tuyến tính thuần nhật. Đấy, như vậy theo phương pháp Gauss thì đây chính là nội dung của phương pháp Gauss. Và ta có cái công thức nghiệm nó như này. Tuy nhiên, đối với hệ phương trình tuyến tính thuần nhất thì ngoài cái công thức nghiệm này ra đó, của cái công thức nghiệm tổng quát này ra thì còn có thêm một cái phần lý thuyết nhỏ nhỏ nữa, đó là chúng ta nói về cái nghiệm cơ bản của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất. Thế từ cái công thức nghiệm tổng quát này nè, nếu ta cho u bằng 1 và v bằng 0, rồi tiếp theo ta cho u bằng 0 và v bằng 1 thì cái nghiệm này nó sẽ biến thành những cái nghiệm cụ thể. Nó sẽ biến thành những cái nghiệm cụ thể. Đây, giờ ta cho đây công thức nghiệm tổng quát đấy nha. Giờ ta cho u bằng 0 v bằng 1 và u bằng 1 v bằng 0. Ta thế vào công thức này thì ta được hai cái nghiệm này. Thì hai cái nghiệm này người ta gọi là nghiệm cơ bản của hệ phương trình. Đấy. Như vậy trong cái phần hệ phương trình tuyến tính thì nó có thêm cái khái niệm gọi là nghiệm cơ bản. Như vậy một hệ phương trình tuyến tính mà có vô số nghiệm thì nó sẽ có bao nhiêu nghiệm cơ bản? Các em để ý, nó sẽ có rất nhiều trường hợp để xác nghiệm cơ bản. Cái này ta có một cái chú ý như sau. Nếu hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có vô số nghiệm thì nó có nhiều cách chọn ẩn chính và ẩn phụ. Do đó có nhiều nghiệm cơ bản tương ứng với mỗi cách chọn ẩn chính và ẩn phụ. Cụ thể như nếu hệ phương trình thuần nhất có n ẩn số và hạng của ma trận hệ số là R thì sẽ có tổ hợp chập R của n cách chọn ẩn chính và có n trừ R nhân cho CRN nghiệm cơ bản. Được chưa? Như vậy một cái công thức nghiệm tổng quát mà nó có n trừ R ẩn phụ thì nó sẽ sinh ra n trừ R nghiệm cơ bản. Và với có bao nhiêu cách chọn ẩn chính, nó có CRN cách chọn ẩn chính, như vậy ta nhân vào thì ta được là gì? Ta được số nghiệm cơ bản của hệ phương trình. Đúng không? Ví dụ như cái bài đây này thì ta có là R của nó là bằng 2. Như vậy, số cách chọn ẩn chính trong trường hợp này nó là C24. Được chưa? Như vậy thì số nghiệm cơ bản của nó là gì? Ta lấy 4 trừ 2 là còn 2 này, ta nhân với C24 thì nó ra số nghiệm cơ bản của hệ phương trình. Đó chính là số nghiệm cơ bản. Đây chẳng hạn như là cái ví dụ đây nữa, từ cái hệ phương trình đã cho như thế này, bây giờ ta không chọn x1 với x2 làm ăn chính nữa mà ta chọn x1 x3 làm ăn chính. Đấy, thế thì các em rút ra ta được cái công thức nghiệm tổng quát như thế này. Đấy, công thức nghiệm tổng quát như thế này. Và bây giờ ta lại cho u bằng 1, v bằng 0 và u bằng 0, v bằng 1 thì ta lại sinh ra hai cái nghiệm cơ bản mới. Đấy. Như vậy tùy theo cái việc chọn cái ẩn chính là cái nào mà cái nghiệm cơ bản nó sẽ sinh ra tương ứng như thế này. Đấy. Bây giờ ta sẽ qua một cái ví dụ khác liên quan về hệ phương trình tuyến tính thuần nhất nhưng mà nó có tham số m. Những cái dạng bài tập thông thường ta hay gặp. Cho hệ phương trình này, đây là hệ phương trình 4 ẩn số nha và nó có tham số trong đó. Và có 3 phương trình thôi. Câu A người ta yêu cầu tìm m để hệ phương trình chỉ có nghiệm tầm thường. Nghiệm tầm thường có nghĩa là nghiệm 0 0 0 hết đó. Câu B tìm m để hệ có nghiệm cơ bản. Để hệ nghiệm cơ bản của hệ chỉ có một nghiệm thôi, có nghĩa là nó cái số nghiệm cơ bản trong cái hệ nghiệm á là nó có một nghiệm thôi. Tìm m để hệ nghiệm cơ bản của hệ chỉ có hai nghiệm và chỉ ra một nghiệm cơ bản tương ứng. Rồi bây giờ ta lần lượt đi làm nhé. Bây giờ ta dùng phương pháp Gauss. Đây cái ma trận hệ số của nó như thế này. Và ta đưa về ma trận bậc thang bằng cách là ta khử hai con một này đi. Ta khử hai con một này đi. Là như vậy ta lấy dòng 1 nhân trừ 1 và dòng 1 nhân trừ 1 ta cộng và dòng 1, dòng 2, dòng 3 thì các em được ma trận này. Thế khi cộng xong thì ta thấy rằng nó ra luôn cái ma trận bậc thang luôn cho chúng ta. Tuy nhiên cái dòng dưới này nó có bằng không hay không thì chưa biết, phải phụ thuộc vào m. Thế bây giờ ta biện luận nè. Hệ phương trình có nghiệm tầm thường khi nào? Khi cái hạng của cái ma trận hệ số, khi đó nè, hạng của ma trận hệ số phải đúng bằng 4 luôn, đúng bằng số ẩn luôn.
Nhưng mà có mặt bằng hệ số này hạn của nó tối đa chỉ có thể bằng mấy thôi, bằng 3 thôi. Đây, cho dù cái này có khác không nữa thì hạn của nó cũng chỉ bằng 3 thôi. Như vậy không bao giờ xảy ra tình huống là hạn của A bằng 4 cả. Vì vậy không tồn tại cái giá trị M nào. Chưa nào. Trường hợp thứ hai, hệ nghiệm cơ bản chỉ có một nghiệm khi nào? Khi cái hệ phương trình này sẽ có vô số nghiệm và công thức nghiệm tổng quát nó chỉ có một ẩn tự do, có nghĩa là một ẩn phụ thôi và ba ẩn chính. Ba ẩn chính. Điều đó có nghĩa là hạn của ma trận hệ số trong trường hợp này nó phải bằng 3. Và muốn cho hạn nó bằng 3 thì cái m bình trừ 1 này hoặc cái m trừ 1 này phải khác 0. Đấy. Và như vậy ta giải ra được là m chỉ cần khác 1 là đủ. Được chưa? Trường hợp thứ ba là hệ nghiệm cơ bản chỉ có hai nghiệm khi và chỉ khi hệ phương trình có vô số nghiệm và công thức nghiệm tổng quát của nó là có hai ẩn tự do hay còn gọi là hai ẩn phụ. Điều đó có nghĩa là hạn của ma trận A này phải bằng mấy? Nó có hai ẩn phụ rồi thì phải hai ẩn chính thôi. Mà hai ẩn chính thì hạn của cái ma trận này nó phải bằng 2. Mà hạn của ma trận bằng 2 nghĩa là m bình trừ 1 phải là bằng m trừ 1 bằng 0. Và ta giải ra được m bằng 1. Bây giờ tiếp theo là chúng ta khi m bằng 1 thì ta tính luôn cái công thức nghiệm của nó ra. Đấy. Bây giờ các em để ý là khi m bằng 1 thì cái này nó bằng 0 rồi này. Cái này nó bằng 0 này. Rồi ta sẽ được là phương trình là x1 trừ x2 bằng 0 này. 3x2 này cộng x3 này. Cộng 2x4 bằng 0 này. Đấy, như vậy là ta được cái hệ phương trình mới như sau. Đây. Rồi, khi cái hệ phương trình mới này ta phải chọn hai cái ẩn làm hai cái ẩn chính và hai ẩn còn lại làm hai ẩn phụ. Được chưa? Ví dụ như ở đây thì sẽ chọn x1 với x3 làm ẩn chính và ta rút ra x2 với x4 là ẩn phụ. Và ta đặt x1 là bằng u, x2 bằng u, x3 bằng -3 -2u và x4 bằng v. Đây chính là công thức nghiệm tổng quát. Bây giờ lần lượt ta cho u bằng 1, v bằng 0 và u bằng 0, v bằng 1 thì ta sinh ra hai nghiệm cơ bản thôi. Đây một cái hệ nghiệm cơ bản của hệ công trình đó là gì? Khi cho u bằng 0 thì cái này nó thành là u bằng 1, v bằng 0 thì cái này thành 1 1 trừ 3 0 nha. Và khi cho u bằng 0, v bằng 1 thì cái này thành 0 0 nè, trừ 2 1 nè. Đấy, đây chính là hệ nghiệm cơ bản. Được chưa nào? Thế bây giờ cái bài này mà ta không chọn x1, x3 mà làm ẩn chính á. Chọn x1, x3 làm ẩn chính mà ta chọn x1, x2 làm ẩn chính được không? Được. Rồi x1, x4 làm ẩn chính được không? Được. Tuy nhiên là nếu ta chọn x1, x3 thì cái việc biến đổi nó gọn hơn mà thôi. Đấy, đó là một cái ví dụ mà khá là phổ biến trong các phần bài tập nó liên quan đến cái hệ phương trình tuyến tính thuần nhất có chứa tham số mà khi giải chúng ta phải dùng cái phương pháp Gauss trong cái trường hợp rút gọn như thế này để ta làm. Đó là cái nội dung chính của các bài học hôm nay. Thế xin chào và hẹn gặp lại các em trong các bài học sau.